nhộn nhịp, sôi động và vui tươi. Đó đang là bầu không khí tại nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố Vinh những ngày này. Nắm bắt được tâm lý hầu hết khách hàng sẽ chọn những địa điểm có không khí sắc xuân để lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè và người thân. Nhiều quán cà phê đã trang trí không gian quán với đa dạng phong cách khác nhau. Mình được biết đến quán này từ bạn bè cũng như là mạng xã hội thì mình đã tìm hiểu và cảm thấy là view rất là đẹp. Chính vì thế sáng hôm nay mình đã quyết định đến đấy để chụp thử và mình rất là hài lòng với cái view ở đấy. Quán cà phê cùng trang trí những không gian rất đẹp. Đấy, là mình cũng rất háo hức là muốn chụp một bộ ảnh Tết về làm kỷ niệm Tết năm nay. Mình cũng rủ vai người bạn để chụp ảnh cùng cho vui. Những phụ kiện mang đặc trưng của ngày Tết như câu đối đỏ, bánh trưng xanh, đèn lồng, phong bao lì xì đều được nhiều quán sử dụng trong việc bày trí tạo điểm nhấn. Chăm chút tỉ mỉ, trang trí từng thứ một để cho ra đời không gian Tết đặc biệt, phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ dịp cuối năm. Có khi sự chuẩn bị này đã được chủ quán sắp xếp trước cả tháng. Trong không khí là tràn ngập cái sắc xuân, đáng về thì xuất phát từ cái ý tưởng một năm người nhớ lại Tết xưa. Thì quán có một cái chương trình set up cái cảnh nhằm để cho các cái bạn trẻ để tìm hiểu về cái Tết truyền thống của mình. Và từ khi mình trang trí xong thì là rất là may là được sự ủng hộ nhiệt tình của nhất là các cái bạn trẻ đến chụp ảnh. Hiện nay, nhiều quán cà phê đang tập trung vào bày trí không gian sao cho độc đáo, lạ mắt và thay đổi thường xuyên theo từng dịp lễ khác nhau trong năm nhằm đáp ứng được không gian mới mẻ cho đối tượng khách hàng là giới trẻ. Qua đó, đẩy mạnh dịch vụ chụp ảnh ở quán đã không ngừng giúp cho nhiều quán cà phê tăng quảng bá về quán của mình. Cái việc mình đăng ký quán theo phong cách Tết như này thì là xuất phát từ nhiều lý do. Như là mình muốn khách của quán mình, nhân viên của quán mình và chính bản thân mình được tận hưởng cái không khí Tết Nguyên Đán theo cách truyền thống. Cái việc mà trang trí quán theo phong cách như này thì là mình thu hút được rất nhiều giới trẻ và là một phần nào đó làm tăng doanh thu của quán trong những ngày gần Tết. Ghé qua các quán cà phê, vừa nhâm nhi trò chuyện về một năm cũ đã qua, vừa chụp những bức ảnh lung linh đậm không khí Tết. Giới trẻ đang đón chào năm mới theo cách riêng và đem lại trải nghiệm thú vị cho bản thân.